Hello, shop xe máy phụ tùng Hồng An lại chào cả nhà. Và Hồng An xin chia sẻ anh em một bộ hoa lăng mâm lửa thất đề của một chiếc xe quay thái 99, hàng rã theo xe nha anh em. Đây là cái một bộ quay thái 99 của một người bạn, ông anh mới đem vô chia sẻ cho shop xe máy Hồng An, hàng rã xe. Và bộ lửa này bên shop mình bán cam kết phụ tùng trên xe đúng đời 99, đang hoạt động chuẩn, tất cả bộ phận trên xe đều là đúng hàng 99 nha anh em. Từng con ốc ha, đúng của nó nha anh em ha. Mã của sợi sơn đề anh em, đề ha, 25H nha anh em. Như mới nè. Sơn zin ha anh em ha. Thì là ông anh mình đưa sao mình gửi đủ như vậy cho anh em luôn, nguyên bộ này. Hàng mới tháo xe rồi nha anh em. Nói chung là cái bộ hoa lăng mâm lửa thất đề này là nguyên combo ha anh em ha. Anh em chốt cái bộ này thì Hồng An trả sẽ đưa đủ tất cả trên đây, đưa cho anh em hết. Kể cả sợ sơn đề hai cục cao su luôn nha anh em. Số 4 nha anh em ha, đúng hàng anh em. Rất là khích anh em ha, sơn đề rất là mới nha anh em. Đây là một con xe cọp tháo ra nha anh em. Sơn đề này, cái thớt đề của nó nè, bảy màu anh em ha, ống ánh luôn nha anh em, còn như mới luôn, còn như mới luôn nha anh em ha. Trong bảy màu luôn, rất là mới. Thì cái sản phẩm này nói chung thì Hồng An sẽ chia sẻ rất là kỹ anh em ha, anh em mình chịu khó xem cái sản phẩm của mình nha anh em. Thì cái sơn đề nó giống như sơn đề mới rồi ha, hàng theo xe mà anh em, rất là khích anh em ha. Rồi mình sẽ thử cái thất đề với cái viên bi nha anh em, mình xem bi có bị khuyết hay không nha anh em ha. Bi nó không bị gợn nha anh em, bi mà gợn anh em á gáp vô nó sẽ làm hư cái thớt đề nha anh em. Bi không có gợn ha, bi zin theo xe nha anh em, bi vẫn bi zin nha, bi trong xe luôn nha anh em, chứ không phải bi mới nha anh em ha. Đang nhẹ nhàng nè, không có gợn bi nha anh em. Anh em mua những cái hoa lăng kiểm tra mấy cái bi á, giúp Hồng An cái bi mà nó gợn nó mớp á, là ta số là bi lô anh em, nó mới gợn mới mớp. Còn bi zin nó cứng lắm, thấy không, cái mặt của nó rất là láng, nó rất là cứng, thép mà anh em. Rồi và cái mặt này em xem em, nó không có bị cạ anh em ha, không cạ không gì hết. Và những cái dấu lục giác nè, niêm phong nó vẫn còn anh em ha, dấu mực anh em, không có dấu mở nha anh em ha. Và cái xung quanh đây là đầu nguyên của nó anh em, đầu nguyên anh em ha, chưa có dấu mở anh em, rất là đẹp. Anh em coi cái phần dưới anh em ha, coi mã của nó anh em, nhớ mã của mình nha anh em, chốt đơn này y chang như vậy thôi ha. Anh em chịu khó xem kỹ cái clip và lưu lại trên cái kênh của mình á,
Đó, thì cái sản phẩm mình nhận nó sẽ y như vậy thôi. 4413 tức là mới anh em ha. Rất là mới anh em. À, mặt này nha anh em. Rất là mới nè. Rất là mới. À, rất là mới nha anh em ha. Kể cả các phần cao su luôn nha anh em. Phần bên trong anh em ha. Rất là mới. Đồ rất là đẹp ha. Nói chung là con này là hoa lăng, này là hoa lăng xe đẹp anh em. Chiếc xe đẹp tháo tháo ra đó. Thì ông anh mình báo là cái con xe này tháo ra chiếc xe chạy 30 mấy ngàn cây thôi. Tháo ra trên chiếc xe hoa lăng 30 mấy ngàn cây anh em. Rồi. Bắt đầu mình sẽ kiểm tra ha. Thấp đề anh em. Cái nhông anh em. Đề ít ít đề đâm ra nó còn rất là dày răng ha, không có bị mòn anh em. Xe mà đề nhiều á, đi nhiều đề nhiều là cái sợi sên nó sẽ bị giãn anh em. Cái là nguyên nguyên lý của một chiếc xe. Giống như anh em mình đi xe nhông dĩa đó. Anh em đi càng nhiều thì sợi sên nó càng giãn. Và càng giãn anh em phải thay thôi. À, và sợi sên đề mà nó chưa có giãn mà nó còn ôm á, thì chứng tỏ xe này đề rất là ít. Thì rất là ít, tất nhiên là xe rất ít ít đi anh em, đúng không em? Ít đi thôi anh em. Thì ít đi làm sao đồ nó mòn mòn được anh em, thấy không? Ít đi mà đó. Ít đi làm sao nó mòn được anh em, thấy không? Xin đề như mới luôn này, không có kẽ hở luôn nha anh em ha. Đó. Mình mua những món đồ cũng vậy, mình phải hiểu được cái nguyên lý những món đồ mình để mình chốt mình mua đó. Thì những sản phẩm mà đồ theo xe mà nó còn như mới đó, thì chứng tỏ là những cái này nó ít đề, ít khởi động, thì đâm ra nó ít có giãn đó. Thì răng nó sẽ bị rất là ngon, không có bị mòn, bị khuyết đó. Thì đồ của mình nó chất lượng nó cũng phải như vậy thôi, đi chung thôi anh em, thấy không? Dạ. Đó, anh em nè, rất là bót anh em nè. Quay một chiều nha anh em, thấy không? Quay một chiều anh em thấy không? Đó, đó. Rất là ôm, một chiều một thôi anh em đó. Thì cái sản phẩm này nói chung thì Hồng An bao anh em là hàng đúng hàng ha. Thất đề, hoa lăng đang trong quá trình là không có bị gì hết nha anh em ha. Kể cả phần lửa cũng vậy nha anh em. Anh ráp lên là chỉ có nổ thôi. Lửa rất là mạnh, đèn rất là mạnh, không có bị đứt đèn, đứt lửa gì nha anh em ha. Đang hoạt động tốt. Vì trên xe tháo ra một con xe cọp 30 mấy ngàn cây mà anh em. Rồi tiếp đến là cái hoa lăng, cái bộ lửa nha anh em ha. Bộ lửa đây anh em. Chui nè, vẫn còn nguyên hết anh em ha. Không đắt, không có cắt, không có nối anh em. Vẫn còn ha, niêm phong nha anh em, không cắt không nối, cũng rất là mềm nha anh em nhé, xèo anh em ơi. Rồi xem hết cái phần này, tay Hồng An nó hơi dơ anh em, mã của đó nè 08 nha anh em ha, 08 nha anh em, cái đúng 99 nha anh em ha, nguyên bộ theo xe luôn mà anh em, 99 nè. 19590 nè anh em. Đó. Ở đây có mã số 6 nữa. Đó, anh em. KGD nha anh em ha. Đó. Quá đẹp anh em. Đó. Hàng đúng hàng mà anh em. Đó. Rất là mới. Đó. Quá đẹp. Đây lựa 99 là anh em hiếm lắm nha anh em ha. Đỉnh 99 rất là hiếm. Anh em ráp được 99 lên chạy cục máy nó sẽ khác anh em ơi. À, 1959 nè, không nè. À, rồi, ok, sản phẩm này thì nói chung thì rất là hoàn hảo anh em ơi ha. Kích nè. Kích còn nguyên, không có chạm, không có quẹt nha anh em. Hơi dơ anh em ha. Không có nứt. Không có nứt nha anh em. Mã của nó cũng có anh em.
9625 cho anh em ha, nhớ nha, nhớ mã của mình nha anh em, chốt đơn nha anh em, nhớ mã của mình. Rồi ok anh em ha. Đó. Nè, chấm sơ vẫn còn anh em. Đồ đẹp anh em ơi. Đó. Có mã hết anh em ha. Đó. Sản phẩm của mình anh em nhớ nha. Rồi. Cái bộ này Hồng An bán 2,5 triệu nha anh em. 2,5 triệu ha. Tất cả trên đây nguyên combo đưa hết cho anh em. 2,5 triệu. Còn riêng bộ lửa này bảo hành anh em xài 3 tháng. Nếu có đứt, có chạm, có hư, Hồng An sẽ đổi cho anh em cái bộ lửa khác nha. Riêng bộ lửa này bảo hành anh em 3 tháng sử dụng ha anh em ha. Nếu có đứt, có chạm đó, thì Hồng An sẽ đổi cục khác cho anh em. Bảo hành anh em xài 3 tháng nha anh em đó. Tuy rằng lửa cũ ha, nhưng mà vẫn bảo hành cho anh em 3 tháng sử dụng đó. Anh em yên tâm mua sản phẩm Hồng An shop về mà sử dụng là yên tâm. Hàng là hàng để xài chứ không phải hàng mua về để đổi trả hoặc anh em đem đi vứt đâu anh em đó. Những sản phẩm mà cũ kỹ nó không có đạt chất lượng, Hồng An không có đăng bán đâu anh em. Nhớ nha anh em ha. Tất cả sản phẩm đều bảo hành cho anh em hết. Kể cả những cái sản phẩm hàng cũ hàng mới cũng vậy, đều bảo hành 3 tháng sử dụng hết nha anh em. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip hôm nay nha. Anh em nhớ nha, chuyển khoản đủ Hồng An mới ship nha anh em. Và số tài khoản của xe máy Hồng An chỉ có một. Anh em chuyển khoản nhớ đọc kỹ Trung Nghiệp Hồng anh em mới chuyển khoản nha. Ngoài Trung Nghiệp Hồng ra không ai đúng cái số tài khoản này đâu nha anh em. Và cái bộ này Hồng An sẽ bao phí ship cho anh em 2,5 triệu bao luôn phí ship cho anh em ha. Ship tận nhà cho anh em luôn nha anh em. Chuyển khoản xong Hồng An sẽ ship liền cho anh em. Bộ hoa lăng lửa combo này nha anh em. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem clip hôm nay. Bye bye.